Thưa quý vị, bây giờ là hơn 2 giờ 35 phút chiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Nói về cuộc sống và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vào ngày 22 tháng 7, theo giờ địa phương, giới chức địa phương Ethiopia cho biết có ít nhất 55 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở huyện Gofa, một khu vực hẻo lánh thuộc miền nam của nước này, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 450 km. Và hiện tại thì vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra. Vụ lở đất xảy ra sau những trận mưa lớn ở khu vực trên. Việc tìm kiếm những người sống sót đang được tiến hành. Trong số những người thiệt mạng có phụ nữ, trẻ em và cảnh sát địa phương. Theo các quan chức địa phương, số người chết có thể tăng lên. Theo cơ quan ứng phó nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA, Ethiopia đã phải hứng chịu những trận mưa ngắn theo mùa từ tháng 4 đến đầu tháng 5, gây ra lũ lụt và di rời hàng loạt. Hồi tháng 5, tổ chức này cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 19.000 người ở một số khu vực, khiến hơn 1.000 người phải di rời và gây thiệt hại cho sinh kế và cơ sở hạ tầng. Khu vực phía Nam từng chứng kiến nhiều vụ lở đất thảm khốc trước đó, với ít nhất 32 người thiệt mạng trong năm 2018 sau hai vụ lở đất riêng biệt cách nhau một tuần.